Với Lexus LX 200T sản xuất 2015, anh đã chị và các bạn đang nhìn thấy đây là một chiếc xe đăng ký tên tư nhân. Chính chủ sử dụng rất là giữ gìn, xe đăng ký là biển Hà Nội. Có ngoại thất là màu đen, nội thất là màu nâu. Chủ đi rất là giữ gìn, mọi chi tiết từ sơn si đến nội thất của chiếc xe vẫn giữ được trong tình trạng là hoàn hảo. Cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ là xe không đâm va, không ngập nước, bao check test toàn quốc anh chị bạn có thể mang ra hãng hoặc gara chỉ định để, để kiểm tra. Xe đang có mặt tại Việt Tuấn Auto, địa chỉ đơn vị là 562 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và lái thử. Đây em sẽ quay qua một vòng ngoại thất của chiếc xe để các bác có thể tham quan qua về sơn si cũng như là mâm nốt của chiếc xe đấy. Những chi tiết của nó rất là đẹp. Xe làm bánh với quãng đường là 6,2 vạn km, Nấp sơ cua chưa hạ. Những cái chi tiết về sơn si cũng như là cái phần cản sau này rồi là những phần mép lối mép cả của chiếc xe nó vẫn giữ được trong tình trạng rất là đẹp màu sơn rất là đồng nhất Đấy, bác có thể tham quan qua mọi chi tiết rất đẹp ạ anh chị và các bạn quan tâm thì có thể là qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử đơn vị thì luôn khuyến khích anh chị và các bạn mang xe đi kiểm tra đầu vào kiểm tra rất là kỹ càng rồi nên rất là tự tin những sản phẩm bán ra tại cửa hàng ở đầu xe thì vừa nổi bật với những cái chi tiết à, à, cái giải đèn nét định vị ban ngày hình móc câu rồi là những cái phần đèn được xếp tầng với hệ thống ba bóng đấy các bạn nhìn đấy với những chi tiết thiết kế rất là tinh tế hệ thống lưới tản nhiệt của chiếc xe thì trang bị đặc trưng là hình chữ X rồi với những viền mạ chrome tạo lên cái khí chất cũng như là cái kiểu dáng thể thao hơn đấy, tổng quan chi tiết em quay rất là kỹ trong quá trình quay mà các bác thương xem mà thắc mắc chỗ nào có thể liên hệ em em sẽ chụp lại bằng hình ảnh hoặc là em sẽ video call để các bác trao đổi trực tiếp với em đây là những tổng quan về chi tiết lốp rồi la răng mọi chi tiết vẫn còn rất là hoàn hảo hệ thống gương chỉnh điện tích hợp báo rẽ đầy đủ Đấy, chi tiết đây, gương đây em quay để anh chị bạn có thể tham quan qua rồi những đường gân và những cái phần tay nắm cửa sơn cùng màu với cả ngoại thất của chiếc xe hệ thống đèn hậu dạng led với những các tính năng an toàn như cam đùi đầy đủ chi tiết về phần ống xả của chiếc xe ấy. rồi là những cái hệ thống cảm biến cốp của chiếc xe thì trang bị hệ thống cốp điện này chị nhé đây là những cái chi tiết về bậc cốp cũng như là phần sơn ở phần cốp mọi chi tiết vẫn còn rất là đẹp chủ xe thì gần như không có chở đồ lặng nên mọi chi tiết nó vẫn còn trong tình trạng là hoàn hảo từ những con ốc rồi là những phần đinh tán của chiếc xe nó vẫn còn nguyên cho anh chị và các bạn thấy được là phần đuôi nó không hề có hiện tượng đâm ba hay thay thế gì cả Em quay rất là rõ và kỹ các bác xem qua clip của em thì cũng nhận định nó được bao nhiêu phần trăm rồi ở hàng kế thứ hai thì anh chị và các bạn có thể gập điện được để gia tăng thể tích chứa đồ đây là những cái phần uh, vin ở phần cánh cửa cũng như là phần cốp của chiếc xe đều có trang dán cái vin cùng với cái series nên các bác có thể là kiểm tra kỹ hơn để biết được là cánh cửa nó bị thay thế hay không và sau đây thì ta cùng đi tham quan về không gian hàng ghế thứ hai với hệ thống của chiếc xe thì nó trang bị là hệ thống ghế da cao cấp với ngoại nội thất của chiếc xe thì trang bị màu đỏ đây là những cái phần tem như em vừa nói anh chị và các bạn ạ nó vẫn còn nguyên đấy cùng series đấy, đấy những chi tiết bọc ra rồi ốp gỗ bóng những phần ốc bản lề ốc cánh cửa của chiếc xe thì nó vẫn giữ trong tình trạng là nguyên bản đây hàng ghế thứ hai thì anh chị bạn có thể là có thể tăng độ ngả để giúp cho mình có thể là thư giãn nghỉ ngơi trong những chuyến đi xa có trang bị cửa gió điều hòa cũng như là hệ thống cửa sổ trời đấy, chi tiết không gian rất là tiện dụng với những tính năng rất là thực dụng của dòng xe Lexus và cái độ bền bỉ của chiếc xe thì đã được kiểm chứng trong rất nhiều năm qua đây rồi và được rất được nhiều các bác yêu thích phần cánh lái đây các bác có thể thấy qua tham quan chi tiết có trang bị đầy đủ như là nhớ ghế ba vị trí rồi là ghế chỉnh điện những phần chi tiết ốc ác của chiếc xe nó vẫn còn nguyên bản em luôn quay những phần ốc để anh chị có thể biết được xe có bị thay thế hay không cũng như là mình xem biết được xe nó có bị đâm va sửa chữa gì không đây là vin năm sản xuất của chiếc xe chị nhé sản xuất 2015 nhập nhật từ những con ốc rồi đến những phần ngoàm cửa nó vẫn còn giữ được trong tình trạng rất đẹp doang cao su với những cái tính năng an toàn trên chiếc xe thì nó trang bị rất nhiều để anh chị bạn có thể trải nghiệm hãy qua trực tiếp cửa hàng trong video thì em sẽ điểm sơ qua những tính năng nổi bật cũng như là cái phần chi tiết để các bác có thể đánh giá về chất lượng của xe với những phím bấm điều chỉnh chức lăng vô lăng rồi là cần số màn hình giải trí đầy đủ đồng hồ thiết kế digital với những tiện ích như là làm mát ghế, sấy ghế, phanh tay điện tử, auto hold rồi là có trang bị các chế độ lái để anh chị và các bạn có thể lựa chọn một mẫu xe nó trong cái phân khúc mà hạng sang tầm trung. Cỡ vừa đấy nó rất là phù hợp cho anh chị bạn di chuyển trong phố. Đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý động cơ vừa phải. Tính năng trải nghiệm của trên chiếc xe thì vẫn có đủ cảm giác để anh chị bạn có thể trải nghiệm lái. Đây là không gian về khoang máy của chiếc xe các bác có thể tham quan cùng em. Với những chi tiết của chiếc xe nó rất đẹp. Và em cũng nắm tổng hợp sơ qua cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc Lexus LX 200T sản xuất 2015 nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng sẽ có ngoại thất là màu đen, nội thất là màu nâu. Năm bánh quãng đường là 62.000 km, lốp sơ cua còn zin chưa hạ. Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn tầm giá khoảng hơn 1 tỷ đồng. Chi tiết cụ thể các bác hãy liên hệ em cho số điện thoại trên màn hình, em sẽ hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc của các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của mùa án xe cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đóng góp ý kiến cũng như là chia sẻ cho em. Xin chào và hẹn gặp lại.